nó sẽ hơi thay đổi một chút về cái xoay cái lưỡi dao trên đôi tay của Eamon một tí. Đây. Ui. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hiệu biến về của cái skin này nhá. Trời ơi. Nó gọi ra cái con mạnh thú để nó trêu đấy anh em ạ. Đây. Úi giời ơi, skin đầy mùi tiền anh em ạ. Wow, hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tomer. Và bộ skin hung thú chi chủ, bộ skin mà mang đến cho anh em hai skin của vị tướng sát thủ Eamon và vị tướng sát thủ Hanabi đã được cho ra mắt ở trong tựa game Mobile Legends của chúng ta rồi. Và anh em có thể nhìn thấy ngoại hình của hai cái skin này đầy chất kiếm hiệp anh em ạ. Bộ skin này thì nó đã được cho ra mắt vào ngày hôm qua và vẫn còn tới tận 30 ngày để ở thời điểm hiện tại anh em có thể sở hữu nó. Và chúng ta sẽ cùng xem qua xem skin này nó có những cho mình, đó là những phần thưởng gì anh em nhá. Đầu tiên là cửa hàng này, chúng ta có thể nhìn thấy là anh em có thể đổi được một cái khung chat của hung thú chi chủ này, hiệu ứng biến về hung thú chi chủ này. Rồi thì ở đây là cái thông báo hạ gục, hiệu ứng xuất hiện. Một cái nữa là cái hiệu ứng hạ gục, khung biểu tượng cảm xúc họa quyền mới, họa quyền anh em ạ. Và kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc của Hanabi, và chắc chắn là một cái biểu tượng cảm xúc còn lại của Eamon thì anh em sẽ có thể nhận được ở trong cái phần thành tựu của game. Rồi, thì cái sự kiện này thì anh em có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có chỉ có phần thưởng đến từ hai cái skin của Hanabi và Eamon mà thôi. Ngoài ra anh em sẽ nhận được cái vật phẩm ở đây là cái phù chú diệt hung. Cái vật phẩm này thì nó sẽ có cái tác dụng đấy chính là anh em đổi lấy hai cái skin này. Đấy, thì cái cách quy đổi anh em có thể nhìn thấy 1200 cái phù chú diệt hung à? Đúng nhỉ, mỗi đọc đúng nhỉ? Đúng rồi, phù chú diệt hung thì anh em sẽ có thể đổi được cái skin này, và mỗi lần quay của cái sự kiện này sẽ tốn 50 ở lần quay đầu tiên với mỗi một lần, và 450 kim cương với mỗi 10 lần. Và như thường lệ thôi, cái sự kiện lần này thì mỡ sẽ tiếp tục quay. Và ở thời điểm hiện tại mỡ đang có 37.581 kim cương. Anh em nhớ cái bốc này hộ mới nhá. Rồi, let's go, không để anh em mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ quay để mà sở hữu hai cái skin này xem. Theo như dự đoán của mỡ thì hai cái skin này, mỗi skin đâu đấy nó sẽ hết vào khoảng từ 4 đến 5.000 kim cương. Và hai skin thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm chắc là cỡ khoảng gần 10.000 kim cương anh em nhỉ. Mỡ đoán là tầm đấy anh em ạ. Ok, let's go, quay nào. Chúng ta sẽ quay X10. Không hiển thị đăng nhập này. Một X4 hung phù chú diệt hung, được một lần quay được 82 cái phù chú diệt hung. Biểu tượng cảm xúc của Hanabi, khung họa quyển mới. Lần đầu tiên là mỡ đã nhận được 1-2 cái phần thưởng vĩnh viễn rồi. Ok, tiếp tục quay 10 lần nữa nào. Hiệu ứng biến về họa quyển mới khung. Ôi, thế là chỉ trải qua hai lần quay là mỡ đã có được cho mình 3 phần thưởng vĩnh viễn ở trong cái sự kiện hung thú chi chủ rồi. Đỏ nhờ. Mỡ đoán chắc là anh em nào cũng giống như mỡ thôi anh em ạ. Rồi, và tiếp theo mỡ nhận được một lần X2 của phù chú diệt hung, 301 cái rồi. Tiếp tục quay nào. Ồ, nhận được khung này thì sẽ đổi quy đổi thành 30 cái phù chú diệt hung này. Biểu tượng thì sẽ quy đổi thành được bao nhiêu phù chú diệt hung đây? 9 cái. Và ở thời điểm hiện tại mỡ quay khoảng 2.000 kim cương thì mỡ sẽ nhận được đâu đấy nó rơi vào khoảng 400 cái phù chú diệt hung. Đấy, anh em cứ tính đi. Rồi, tiếp tục chúng ta quay nào. Phù chú diệt hung chỉ được 564 cái thôi. Tiếp nào. Ôi, không có lần nổ hũ nào cả anh em ạ. Ok, trong lúc đó thì mỡ sẽ tiến hành mở lấy mốc quà đổi thưởng anh em nhá. Nhận được một cái phù chú chân lý này. Cái phù chú chân lý này dùng để mở thưởng trong sự kiện hung thú chi chủ. Tức là nó là cái vé để thay cho cái việc kim cương đấy anh em. Là cái vé để thay cho cái việc chúng ta xài kim cương đấy. Đấy, anh em thấy không? Thì khi mà có cái vé là anh em sẽ được giảm đi một lượng kim cương và không cần phải tốn kim cương trong cái lần quay đó. Tiếp nào. Rồi, không có lần nổ hũ nào cả. Chúng ta sẽ mở thật nhanh anh em nhá. Ôi, không nổ hũ lần nào cả luôn. Ok, quay tiếp nào. Ôi,
cuối cùng ở lần quay này thì tôi cũng đã có hiệu ứng hạ gục hung thú chi chủ rồi này. Và nếu như mà lần sau mà quay ra tiếp thì chắc chắn là cái số lượng cái vé này để mà quy đổi sẽ rất là cao ạ. Ui, rồi như vậy là trải qua những lần quay thì mỡ cũng đã tốn đâu đấy, nó rơi vào khoảng 5.000 kim cương, đúng như những gì mà mỡ dự đoán anh em ạ. Rồi anh em có thể nhìn thấy mỡ đã có thể quy đổi được một skin của Hanabi, kèm theo đó là một skin của Amon rồi. Và mỡ nghĩ là mỡ sẽ tiến hành, mỡ sẽ quay tiếp anh em nhá. Nhưng mà đừng quên là trong cái quá trình quay anh em nên nhớ những cái mốc đổi thưởng để mà tránh bị miss đi cho mình, đó là cái sự kiện lần này. Ok, tiếp này. Rồi anh em nên nhớ là ở trong cái sự kiện lần này anh em sẽ có cơ hội để mà anh em có thể mở thắng ra skin. Tuy nhiên cái tỷ lệ nó là rất thấp anh em nhá. Tỷ lệ nó không cao thôi nhưng mà nó có đây này anh em này. Một click vào đây anh em nhìn này, xác suất để ra được cái sự kiện độc quyền này là 0.08%. Anh em hiểu không ạ? 0.08% nha. Tiếp nào. Lúc nãy là mỡ còn 32.000 kim cương đúng không? Thì bây giờ mỡ sẽ quay, mỡ đoán là mỡ sẽ mất đến khoảng độ tầm 5.000 kim cương nữa là còn khoảng độ tầm 27. Xuống còn 27.000 kim cương thì mỡ sẽ ra được cái skin còn lại. Đó. Không này, không thì đổi được thành 30 cái phù chú giết hung. Ồ, ở thời điểm tại 1.900 rồi. 1.900 thì là bao nhiêu anh em? 2.400, 1.200 cộng 1.200 là 2.400. Cửa hàng đổi thưởng này, à từ từ để mỡ ấn vào cái quà này. Claim vé, 5 vé free này. 5 vé free nữa là 10 vé này. Vì thế cho nên lần quay kế tiếp của mỡ nó sẽ được free luôn. Mỡ, không cần kim cương, nice. Trời ơi, toàn vé anh em ạ. Và như vậy là mỡ đã được 2.000 rồi, bây giờ là 29.000. Tức là 2 lần quay nữa thì khả năng cao là chúng ta sẽ đủ. Khoảng 2 lần quay nữa, tức là khoảng 1.000 kim cương nữa là chúng ta sẽ đủ. Ok, lần quay nữa. Rồi, có lẽ là mỡ đã đủ rồi. À không không, chưa đủ anh em ạ. Ui, như vậy là tôi sẽ phải tốn thêm 1.000 kim cương nữa. Ui, đúng 27.000. Nó phải nổ hút một lần nào đó cơ anh em ạ. Thêm lần nữa nào. Rồi, ok. Và như vậy là mỡ đã tốn. Ui, thề với anh em luôn, tôi dự đoán chuẩn vãi hò. Tốn đúng 10.000 kim cương. Để mà anh em có được cho mình đó là cái cùng kỳ hung chủ Amon, và kèm theo đó là đào ngột hung chủ Hanabi. Mỡ sẽ tiến hành đổi thưởng để nhận được cái phần quà cuối là gì anh em. Ồ, khi mà anh em hoàn thành xong thì anh em sẽ nhận được thêm một cái gói skin epic ngẫu nhiên. Đó có thể là Hurley kỹ sư đại tài, Tywill thánh thể, Ondus tay đấm viễn tây, Saber thống lĩnh hoặc Roger thợ săn bọc. Và phần cửa hàng này, đổi này. Không có phiếu giảm giá, đổi rồi. Ui. Ui. We are the eternal wardens of the great perils. Trời má, đẹp với ngầu vậy. Vãi hồ. Rồi tiếp đến là mỡ sẽ đổi đến từ vị trí của em Hanabi luôn. Lát nữa mỡ sẽ review chi tiết và kỹ một thể luôn anh em ạ. Heed my command and be my blade. Ui, trời ơi. Cái quả nhạc nền với cả hiệu ứng thì thôi, khỏi chê luôn anh em ạ. Và nếu như mà anh em nghĩ là cái sự kiện lần này đến đây là xong rồi thì mỡ nghĩ là nó sẽ xong khoảng độ tầm 80%. Bởi vì anh em nên nhớ nhá, là nếu như mà anh em xui thì anh em vẫn còn chưa nhận được cái gì anh em. Anh em vẫn còn chưa nhận được cái này này. Vẫn còn chưa nhận được cái hung thú chi chủ là cái khung chat này. Rồi thêm vào đó là cái thông báo hạ gục hung thú chi chủ này. Và thêm vào đó là cái hiệu ứng xuất hiện hung thú chi chủ này. Anh em mới có hiệu ứng biến về thôi. Anh em mới có hiệu ứng hạ gục và khung. Thật ra đến thời điểm hiện tại anh em dừng là được rồi. Nhưng nếu như mà anh em muốn lấy trọn bộ này thì anh em sẽ cần phải quay thêm. Quay ạ. Ồ, nổ hũ cũng khá nhiều này, 10 lần nữa. Ồ, à cái này đã có và nó sẽ quy đổi thành bao nhiêu cái mảnh token đây. À, mà quay ra được luôn thông báo hạ gục cái này. Nice, để tôi xem nào. Ở thời hiện tại tôi còn thiếu gì đây? Mỡ còn thiếu cái có luôn hiệu biến về rồi này. Bây giờ thì còn thiếu hiệu xuất hiện và khung chắc khung trùng chi chủ khoảng 550 nữa, đúng không nhỉ? Mỡ sẽ đổi luôn cái này anh em nhá. Mỡ sẽ đổi luôn cái này, lấy cái này đã. Rồi, hiệu xuất hiện xong. Xong. Đó, và bây giờ là chỉ còn mỗi khung trùng chi chủ mà thôi. Là cái khung chắc đây anh em ạ. Ok. Một lần nữa là đủ. Chưa đủ à? 355. Mà cái này là 400. Tôi có thể quay từng lần một để mở nó ra không anh em? 5 cái này. 8 cái này. Ôi nếu như mà quay lẻ từng lần thì nó sẽ lỗ hơn là quay một lần anh em ạ, thôi. Không tham công tiếc việc nữa. Đây rồi. Ôi nó nổ hũ hai cái này luôn, dư bố nó rồi anh em ạ.
Rồi, thôi không sao anh em ơi. Và bây giờ thì mỡ sẽ claim nó cho mình, đó là cái khung này. Đó, hung chú chi chủ khung chat có được. Ôi, chính ra cái khung này nó còn có thể nói là đắt nhất nhì luôn anh em nhờ. Rồi, và như vậy là anh em có thể nhìn thấy lúc đầu sự kiện của mỡ hình như là mỡ đang có ở đây là khoảng 37.000 kim cương đúng không anh em? Nhưng mà khi mà cái sự kiện này kết thúc là cái số kim cương mà mỡ tốn để tham dự sự kiện và nhận toàn bộ những cái hiệu ứng đến từ hung thú chi chủ là nó đâu để nó rơi vào khoảng 10 để mỡ xem nào, 13.000 kim cương. 13.000 kim cương để mà có được toàn bộ những cái phần thưởng đến từ cái event hung thú chi chủ đợt này, quy ra tiền quy ra khoai thì nó sẽ rơi vào khoảng là tầm bao nhiêu khoai anh em ta? Tầm khoảng 5 củ cho đến 5 củ rưỡi khoai. Nếu như mà anh em nạp thẻ qua đường chính ngạch và không có bất kỳ một cái ưu đãi cũng như là không có bất kỳ một cái khuyến mãi nào cả. Rồi ok, cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó chính là vào trong phần thành tựu này. Tiếp đến là chúng ta vào bộ sưu tập này, để mà lấy cho mình đó là cái biểu tượng cảm xúc của Eamon. Đây, đây nó đây anh em ạ. Đây, vương kim lúc đến từ Eamon được chưa ạ? Đó, rồi xác nhận. Đây, mợ sẽ lần lượt cho anh em xem những cái hiệu ứng một nhá, xuất hiện này. Đó, tiếp đến là biến về này. Xuôi, hạ cục này. Đó. Và hiệu ứng thông báo. Đó, anh em thấy không? Đây rồi, mợ sẽ test em Eamon trước. Đây, xem lại hệ ứng hoàn cảnh nha. We are the eternal wardens of the great perils. Ooh, wow. Với cơ bản là dáng đứng cũng giống như là những cái skin khác của Eamon thôi. Nhưng ngầu hơn rất nhiều. Có hoạt cảnh không nhỉ? Đây. Oh, tức là cái hoạt cảnh này hình như là chúng ta phải ấn tương tác vào hay sao ấy. Nó sẽ hơi thay đổi một chút về cái xoay cái lưỡi dao trên đôi tay của Eamon một tí. Đây. Ui. Tức là cái con quái thú đấy nó được phong ấn ở trong cái tấm ở trong cái miếng ngọc trước ngực của Eamon anh em ạ. Ngầu nhờ. Nó sẽ có hai cái hoạt cảnh đến từ một skin anh em ạ. Hai cái hoạt cảnh đến từ một skin. Một cái hoạt cảnh giơ tay ngang sang một cái hoạt cảnh gọi là khoe cái con mãnh thú. Đấy, anh em thấy không? Đó. Ok, thì cái hoạt cảnh này nó không tương tác được. Rồi, và khi mà anh em vào game anh em sẽ thấy nhớ một cái khung và một cái biểu tượng Soul Vessel, tức là cái tag name của cái skin này đến từ Eamon. Wow, nhìn kiểu đúng ngầu lòi thực sự luôn, đến từ cái skin này của Eamon anh em ạ. Ôi, đúng là skin đầy mùi tiền. Đúng là skin đầy mùi tiền các ông ạ. Vâng, và khi mà anh em sở hữu được cái skin này thì anh em cũng đã thấy được là cái icon nó cũng đã thay đổi anh em nhìn này. Anh em đã thấy không? Cái skin này anh em cũng đã thấy thay đổi về cái icon hiệu ứng này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hiệu biến về của cái skin này nhá. Trời ơi, nó gọi ra cái con mạnh thú để nó trêu đấy các em ạ. Đây. Úi dồi ôi, skin đầy mùi tiền anh em ạ. Rồi ok, đó đánh thưởng của Eamon ạ. Đây là đó đánh thưởng của Eamon này. Đó, anh em thấy không? Hiệu ứng âm thanh này. Wow, ok chưa anh em? Rồi chương 1 của Eamon này. Rồi trạng thái ẩn thân tích stack cộng dồn của Eamon. Nó đánh được cường hóa. Ui. Ui. Cực kỳ đã tai và cực kỳ gọi là nghe nó sướng hết cả lỗ tai luôn anh em ạ. Ui. 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 Rồi đấy là chiêu 1 của Eamon, kèm theo đó là đòn đánh thường khi mà kích nội tại nhá. Chiêu 2 này. Rồi rơi vào trạng thái ẩn thân, rơi dao ra. Ui. Ui ôi, khá đẹp. Rơi vào trạng thái ẩn thân, hiệu ứng cũng rất tuyệt vời. Và có lẽ là mợ sẽ cùng đến với chiêu cuối của Eamon anh em nhá. Đây. Đây, đủ dao rồi anh em ơi, ulti này. Ok của anh em. Wow.
Ui, nó sẽ gọi ra một cái con mãnh thú để cắn gây sát thương cùng với con Amon này. Rồi và tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với skin thứ hai của hung thú chi chủ. Đó chính là Hanabi. Ui dồi ôi, cô em này bây giờ nhiều skin đẹp vãi ồ. Hanabi Sylvester. Đào ngột hung chủ. Rồi em Hân Bi này sao kiểu gì muốn tu cho nhiều skin thế. Ui vãi hò, người thôi đã thấy mùi đau thận rồi. Wow. Ui cái artwork của Hân Bi đẹp vãi cả trường anh em ạ. Đào ngột hung chủ. Vâng, và cũng giống như Amon thôi, ở trong cái skin này của Hân Bi, anh em có thể nhìn thấy là cái âm thanh của cái skin này nó đã được thay đổi, và kèm theo đó là bộ icon của cái skin này cũng đã được thay đổi, anh em thấy không ạ? Rồi hiệu ứng biến về là cái đầu tiên này. À, cũng gọi ra thú luôn. Ui dồi, hình như hai con thú này khác nhau thì phải. Cái con thú này thì nó chui vào trong cái vũ khí của Hân Bi và biến về. Đấy, anh em thấy không? Dùng vũ khí triệu hồi ra cái con Beast và sau đó đưa nó vào trong vũ khí biến về. Rồi ok, đó đánh thương của Hân Bi này. Rồi đây. Đó. Thêm một cái con nữa đi. Để anh em có thể thấy rõ được cái hiệu ứng của cái skin này của em Hân Bi. Đó. Đây là đòn đánh thường của em Hân Bi này. Ok. Rồi, tiếp đến là chiêu 1 của em Hân Bi. Bật lá chắn lên. Ok, hiệu ứng vòng chiếc vòng tạo giáp ảo của em Hân Bi ở trong cái skin này khá nổi bật và rõ ràng. Có một cái con kiểu một cái con mãnh thú hoặc một cái con rồng hay một cái con gì đó bao quanh anh em ạ. Đó. Rồi, chiêu 2 của em Hân Bi này. Nếu anh em nhìn kỹ là nó sẽ có một cái con mãnh thú nó xuất hiện, nó gào lên và chiêu được ném ra. Đây. Đó, anh em thấy không? Đó, có âm thanh luôn nhá. Đó. Đó. Rồi ném này. Ok. Rồi và cuối cùng sẽ là đến cái chiêu cuối bỉ ngạn hoa của em Hân Bi này. Xem hiệu ứng khi mà ném ra đất này. Ok, anh em sẽ thấy đây. Cái này là do mặt của bỡ nó che mất rồi anh em ạ. Đấy. Anh em này. Đó, anh em thấy không? Và lúc nãy là cái skin của cái con Amon nó cũng có cái hiệu ứng ở góc dưới bên trái xuất hiện là như vậy luôn anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ném thử lên mục tiêu xem hiệu ứng nó như nào nhá. Ui. Nhìn nổ đám lực thực sự luôn. Ui. Lại này. Bùm. Trời ơi. Quá đẹp đến từ em Hân Bi này. Không còn gì để chê nữa rồi anh em ạ. Vâng, và trên đây thì Mỡ cũng đã review hoàn toàn và cũng là toàn bộ trọn gói những cái skin có được ở trong sự kiện hung thú, gọi là hung thú chi chủ đúng không nhỉ? Một cái sự kiện với ngoại hình rất ngầu và rất đẹp. Để mà có được cho mình đó là hai cái skin này và một đống hiệu ứng thì anh em sẽ cần phải bỏ ra đâu đấy nó rơi vào khoảng 13.000 kim cương. Hoặc là rẻ hơn nếu như mà anh em may mắn. Và không biết là anh em đã có được cho mình đó là cái bộ skin này chưa, đến từ Hân Bi và Amon, thì đừng quên để lại comment bên dưới video clip này cho Mỡ biết. Và hẹn lại anh em ở trong những cái video clip sau nha. Peace.